Phật tử mới quy là vào hết trong này rồi đúng không? Rồi. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Nhất Thiết Chư Phật Chư Đại Bồ Tát Chư Hiền Thánh Tăng Chư Lịch Đại Tổ Sư, Chư Hộ Pháp Thiện Thần, Già Lâm Chân Tề Đẳng. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, hiện tiền thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày thứ ba trong ba ngày tổ chức Pháp hội Quán Âm Tam Thể Hệ Niệm, nguyện cầu quốc thái dân an, âm siêu dương thái, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, Phật Pháp Hưng Long, chủ xứ an tịnh, hải chúng hòa tu,
đặc biệt là cầu nguyện cho đại dịch bệnh virus corona sớm được tiêu trừ ở trên thế giới này để cho nhân gian được bình an. Hôm nay, trước khi vào thời đệ tam của ngày thứ ba, có các quý vị thiện nam tín nữ cũng như là các vị thần linh, anh linh, vong linh, hương linh, chân linh, vân vân, các quý vị về tham dự pháp hội và phát tâm quy tam bảo. Giờ này đại chúng âm dương đã hoan hỷ tề tựu ở tại đạo tràng, thay mặt cho chư tăng xin được thông bạch với tất cả quý liên hữu Phật tử đồng tu cùng chư vị thần linh trong cửu pháp giới, chư vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng và các thiện nam tín nữ hiện diện ở trong đạo tràng này. Trong kinh Đức Phật có dạy rằng ba cõi không yên giống như nhà lửa, muốn xa lìa cõi khổ thì phải nương vào ngôi tam bảo. Người muốn thoát khỏi biển khổ sinh tử luân hồi thì không thể bỏ qua sự thụ trì giới pháp, vì giới như chiếc bè báu đưa người qua biển khổ, giới như khoảng đất bằng khiến cho muôn vật từ đấy được phát sinh, giới như ngọn đèn sáng chiếu phá tất cả các chỗ tối tăm, giới là con đường thẳng tắt đưa đến nhân thiên, là cửa ngõ để vào cảnh giới Niết Bàn. Cho nên trong kinh Đức Phật có dạy, nếu có chúng sinh nào muốn dứt trừ các khổ, hưởng sự vui vô thượng Niết Bàn, thì phải lãnh thọ tam quy, thụ trì ngũ giới. Nếu người nào giữ được thanh tịnh cho đến trong giây lát quy tam bảo, người đó ở đời vị lai cũng được chứng quả Niết Bàn. Nay các quý vị nhờ vào thiện duyên kiếp trước được gặp tam bảo, lại được gặp chính pháp và pháp hội Quán Âm tam thời hệ niệm hộ quốc tức tai, siêu độ chân linh lịch đại gia tiên, cửu huyền thất tổ nội ngoại của chúng ta, cũng như cầu siêu tri ân báo ân các anh hùng liệt sĩ, các thai nhi sút sảo hoạnh tử uổng tử, các hương linh đồng bào tử nạn trong các chiến nạn thiên tai tai nạn, chư vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh khắp trong ba điểm sáu nẻo, chân linh, anh linh, quý liên hữu Phật tử đồng tu đã qua vãng, an trí nhục thân hoặc là di ảnh cũng như bài vị ở tại tháp báo ân chùa Khai Nguyên, và đặc biệt là hồi hướng để cầu nguyện cho đại dịch bệnh COVID-19 sớm được tiêu trừ và nhân dân trên toàn thế giới được bình an, hạnh phúc và sống đưa cuộc sống trở lại bình thường. Giờ này đã đến giờ quy làm lễ quy tam bảo. Do Sa môn Thích Đạo Thịnh y theo giáo huấn của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không chủ sướng, chư vị thần linh, anh linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng và thiện nam tín nữ, các quý vị hiện diện trong đạo tràng này xin chí thành quy hướng tam bảo, đỉnh lễ cung thỉnh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hạ Tuệ Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam để làm Thầy Hòa Thượng và trao cho Pháp Tam Quy. Đỉnh lễ cung thỉnh Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Chí Hạ Tịnh để làm Thầy Giáo Thọ và trao cho Pháp Tam Quy. Đỉnh lễ cung thỉnh Đại Lão Hòa Thượng
Pháp Sư Tịnh Không, Viện trưởng Tịnh Không Học Hội, Viện trưởng Tịnh Tông Học Hội Thế Giới, để làm thầy A Xả Lê trao cho Pháp Tam Quy. Đỉnh lễ cung thỉnh Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam, cùng chư vị tôn túc, để làm thầy tôn chứng để trao cho Pháp Tam Quy. Giờ này xin các quý vị trai chủ đại diện cho chư vị thần linh cùng anh linh, hương linh, vong linh, chân linh, chúng đẳng cùng các quý vị liên hữu đồng tu và các thiện nam tín nữ phát tâm đi quy Tam Bảo. Trong Pháp hội Quán Âm Tam Thể hiện niệm này, chúng ta cùng cung kính đảnh lễ chư Phật và chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, hộ Pháp Thiện Thần Thiên Long Bát Bộ, và đặc biệt là đảnh lễ cung thỉnh Tam vị Đại Lão Hòa Thượng Thượng Phổ Hòa Tuệ, Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Thượng Trí Hạ Tịnh, Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, đỉnh lễ Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không, Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Thành, cùng chư vị Hòa Thượng để làm thầy Yết Ma, thầy Giáo Thọ, thầy A Xả Lê, thầy Tôn Chứng để trao truyền Pháp Tam Quy cho chúng ta. Giờ này chúng ta cùng trang nghiêm nhất tâm để đỉnh lễ cung thỉnh chư vị A Di Đà Phật. Nhất tâm đỉnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biên Pháp Giới Quá Hiện Vĩ Lai Thập Phương Chư Phật Đà Giang. Lên Nhất tâm đỉnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biên Pháp Giới Quá Hiện Vĩ Lai Thập Phương Chư Đạt Giang. Linh Nhất tâm đỉnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biên Pháp Giới Quá Hiện Vĩ Lai Thập Phương Chư Tăng Già Giang. Linh Nhất tâm đỉnh lễ Nam Mô Sa Ba Giáo Chủ Điều Ngự Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật, Đại Chí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát. Nhất tâm đỉnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A
Đà Phật, Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Liên Chỉ Hội Thượng Phật Lễ Bồ Tát. Lễ tâm định lễ gia đại lão hòa thượng thượng phổ hạ tuệ lên nhớ tâm định lễ giác linh đại lão hòa thượng thượng chi hạ tịnh giác linh đại lão hòa thượng thượng thiền hạ tâm giác linh hòa thượng thượng viên hạ thành lễ nhà tâm định lễ đại lão pháp sư hòa thượng thượng tịnh hạ tông lên xá quỳ nam mô a di đà phật. Ngưỡng bái bái chư tôn đại lão hòa thượng và giác linh chư tôn đại lão hòa thượng. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 4 nhuận năm Canh Tý Pháp Hội, trong Pháp Hội Quán Âm Tam Thời hệ niệm Phật sự. Do chư tôn đương đại lão hòa thượng chứng minh và làm chủ, có các quý vị thần linh, cặp chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, chúng đẳng, cặp chư vị thiện nam tín nữ hiện diện trong đạo tràng này, xin quý Tam Bảo Phát Đại Thiện Tâm chúng con xin được kính thỉnh trên đại lão hòa thượng. Từ bi hứa kha vận đại từ, đại bi bất kha tư nghĩ tâm, để chứng minh và làm thầy hòa thượng, thầy giáo thọ, thầy a xà lễ, trao chuyển quý giới cho chư vị thần linh, cặp chân linh, anh linh, vong linh, hướng linh, chúng đẳng quy liên, quy thiện nam tín nữ phát tâm cầu thủ tam quy trong Pháp Hội Quán Âm Tam Thời hệ niệm này. Kính xin kính thỉnh đại lão hòa thượng thượng phổ hạ tuệ, giác linh đại lão hòa thượng thượng chí hạ tình, giác linh đại lão hòa thượng thượng thiện hạ tâm, giác linh hòa thượng thượng viên hạ thành, đại lão hòa thượng thượng tịnh hạ không, đồng tử bi ban cho đại chúng một pháp danh là Diệu Âm Cư Sĩ. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát, nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát, nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Tát. Lễ lễ xá xin các quý vị hãy lắng nghe. Giờ này là giờ truyền thụ Pháp Tam Quy. Xin các quý vị hãy nhất tâm tín thọ, đồng thời khởi thân đứng dậy, trai chủ quỳ. Các quý vị phát nguyện quy y cũng quỳ. Các quý vị quy y chúng ta quỳ lên ạ. Chúng ta không ngồi bẹt xuống đấy ạ. Chúng ta quỳ lên, mỏi gối một tí cũng phải quỳ để nhất tâm để thọ giới. Thỉnh đại chúng đứng lên ạ. Đại chúng chúng ta đứng lên ạ. Đại chúng thì đứng lên, còn các những Phật tử quy, tức là những thiện nam tín nữ hôm nay đi quy thì quỳ và cầm cái giấy ở trên tay, xem cái pháp danh của mình. Ví dụ như thầy đọc trước là gì?
là đệ tử chúng con tên là, thì chúng ta đọc tên của mình lên, Nguyễn Văn gì, Trần Văn gì hay là Nguyễn Thị gì đấy, nhớ chưa? Thử nhá. Đệ tử chúng con tên là Nguyễn Văn A. Đọc to lên chứ. Đệ tử chúng con tên là, đấy, đọc tên vào đúng không? Đọc họ tên đầy đủ vào chứ, Nguyễn Văn Thành hay là Nguyễn Thị Bảy hay là Nguyễn Khắc Cường chẳng hạn, vân vân, đúng không? Nhớ chưa? Xong khi câu thứ hai thì đọc là hiệu là, hoặc là thì mình đọc là hiệu gì? Hiệu là hay là pháp danh là gì đấy? Pháp danh là diệu âm trí gì hay là diệu âm gì gì đấy, tịnh gì đấy? Nhớ chưa? Thử nhá. Đệ tử chúng con tên là, pháp danh là, pháp danh là, đấy, đúng rồi, được không? Thế là được rồi nhé. Nhất tâm nhé, phải quỳ lên nhất tâm, ngoài gối một chút cũng phải chịu. Nhất tâm như vậy đối trước Tam Bảo mình mới đắc được giới thể vô tác, thì mới có thể diệt trừ được tham sân si, mới có thể là sinh công đức nhé. A Di Đà Phật. Chúng ta cùng trang nghiêm. Thầy sướng trước, các quý vị chúng ta phát nguyện theo. A Di Đà Phật. A Xà Lê Tồn Niệm, A Xà Lê Tồn Niệm, đệ tử chúng con, đệ tử chúng con, kể từ nay cho đến lúc lâm chung, kể từ nay cho đến lúc lâm chung, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Tôn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Tôn, quy y Tăng Già Chư Chứng Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chứng Trung Tôn, lễ lên A Xà Lê Tồn Niệm, A Xà Lê Tồn Niệm, đệ tử chúng con tên là, đệ tử chúng con tên là, kể từ nay cho đến lúc lâm chung, kể từ nay cho đến lúc lâm chung, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Tôn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn, lễ lên A Xà Lê Tồn Niệm, A Xà Lê Tồn Niệm, đệ tử chúng con tên là, đệ tử chúng con tên là, kể từ nay cho đến lúc lâm chung, kể từ nay cho đến lúc lâm chung, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Tôn, quy y Phật Đà Lưỡng Túc Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Tôn, quy y Đạt Ma Ly Dục Tôn, quy y Tăng Già Chư Chúng Trung Tôn, đệ tử chúng con tên là, đệ tử chúng con tên là, pháp danh là, pháp danh là, đọc tên pháp danh. Nay đã quy y Phật rồi, nay đã quy y Phật rồi, xin kính Phật làm thầy, xin kính Phật làm thầy, bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung, bắt đầu không quy y hung thần quỷ vật, không quy y hung thần quỷ vật, nay đã quy y pháp rồi, nay đã quy y pháp rồi, xin lấy pháp làm thầy, xin lấy pháp làm thầy, bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung, bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung, không quy y ngoại đạo tà giáo, nay đã quy y Tăng rồi, nay đã quy y Tăng rồi, xin kính Tăng làm thầy, xin kính Tăng làm thầy, bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung, bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung, không quy y tổn hữu ác đảng, không quy y tổn hữu ác đảng, lễ lên đệ tử chúng con tên là, đệ tử chúng con tên là,
Pháp danh là nay đã quy y Phật rồi. Nay đã quy y Phật rồi. Xin kính Phật làm thầy. Xin kính Phật làm thầy. Bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung. Bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung. Không quy y hung thần quỷ vật. Không quy y hung thần quỷ vật. Nay đã quy y Pháp rồi. Nay đã quy y Pháp rồi. Xin lấy Pháp làm thầy. Xin lấy Pháp làm thầy. Bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung. Bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung. Không quy y ngoại đạo tà giáo. Không quy y ngoại đạo tà giáo. Nay đã quy y Tăng rồi. Nay đã quy y Tăng rồi. Xin kính Tăng làm thầy. Xin kính Tăng làm thầy. Bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung. Bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung. Không quy y tổn hữu ác đảng. Không quy y tổn hữu ác đảng. Lễ lên. Đệ tử chúng con tên là. Đệ tử chúng con tên là. Pháp danh là. Pháp danh là. Nay đã quy y Phật rồi. Nay đã quy y Phật rồi. Xin kính Phật làm thầy. Xin kính Phật làm thầy. Bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung. Bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung. Không quy y hung thần quỷ vật. Không quy y hung thần quỷ vật. Nay đã quy y Pháp rồi. Nay đã quy y Pháp rồi. Xin lấy Pháp làm thầy. Xin lấy Pháp làm thầy. Bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung. Bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung. Không quy y ngoại đạo tà giáo. Không quy y ngoại đạo tà giáo. Nay đã quy y Tăng rồi. Nay đã quy y Tăng rồi. Xin kính Tăng làm thầy. Xin kính Tăng làm thầy. Bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung. Bắt đầu từ nay cho đến lúc lâm chung. Không quy y tổn hữu ác đảng. Không quy y tổn hữu ác đảng. Lễ lên. Đệ tử chúng con tên là. Đệ tử chúng con tên là. Pháp danh là. Pháp danh là. Kể từ nay cho đến mãi về sau. Kể từ nay cho đến mãi về sau. Quy y Phật rồi. Quy y Phật rồi. Không bị đọa vào địa ngục. Không bị đọa vào địa ngục. Quy y Pháp rồi. Quy y Pháp rồi. Không bị đọa làm ngã quỷ. Không bị đọa làm ngã quỷ. Quy y Tăng rồi. Quy y Tăng rồi. Không bị đọa làm súc sinh. Không bị đọa làm súc sinh. Lễ lên. Đệ tử chúng con tên là. Đệ tử chúng con tên là. Pháp danh là. Pháp danh là. Kể từ nay cho đến mãi về sau. Kể từ nay cho đến mãi về sau. Quy y Phật rồi. Quy y Phật rồi. Không bị đọa vào địa ngục. Không bị đọa vào địa ngục. Quy y Pháp rồi. Quy y Pháp rồi. Không bị đọa làm ngã quỷ. Không bị đọa làm ngã quỷ. Quy y Tăng rồi. Quy y Tăng rồi. Không bị đọa làm súc sinh. Không bị đọa làm súc sinh. Lễ lên. Đệ tử chúng con tên là. Đệ tử chúng con tên là. Pháp danh là. Pháp danh là. Kể từ nay cho đến mãi về sau. Kể từ nay cho đến mãi về sau. Quy y Phật rồi. Quy y Phật rồi. Không bị đọa vào địa ngục. Không bị đọa vào địa ngục. Quy y Pháp rồi. Quy y Pháp rồi. Không bị đọa làm ngã quỷ. Không bị
quỷ, quy y tăng rồi, quy y tăng rồi, không bị đọa làm súc sinh, không bị đọa làm súc sinh, lễ lên. Đệ tử chúng con tên là, đệ tử chúng con tên là, pháp danh là, pháp danh là, quy y Phật rồi, quy y Phật rồi, nguyện đời đời lễ kính chư Phật, nguyện đời đời lễ kính chư Phật, quy y Pháp rồi, quy y Pháp rồi, nguyện đời đời tu học chính Pháp, nguyện đời đời tu học chính Pháp, quy y Tăng rồi, quy y Tăng rồi, nguyện đời đời tôn kính chư Tăng, nguyện đời đời lên. Đệ tử chúng con tên là, đệ tử chúng con tên là, pháp danh là, pháp danh là, quy y Phật rồi, quy y Phật rồi, nguyện đời đời lễ kính chư Phật, nguyện đời đời lễ kính chư Phật, quy y Pháp rồi, quy y Pháp rồi, nguyện đời đời tu học chính Pháp, nguyện đời đời tu học chính Pháp, quy y Tăng rồi, quy y Tăng rồi, nguyện đời đời tôn kính chư Tăng, nguyện đời đời tôn kính chư Tăng, lễ. Đệ tử chúng con tên là, đệ tử chúng con tên là, pháp danh là, pháp danh là, quy y Phật rồi, quy y Phật rồi, nguyện đời đời lễ kính chư Phật, nguyện đời đời lễ kính chư Phật, quy y Pháp rồi, quy y Pháp rồi, nguyện đời đời tu học chính Pháp, nguyện đời đời tu học chính Pháp, quy y Tăng rồi, quy y Tăng rồi, nguyện đời đời tôn kính chư Tăng, nguyện đời đời tôn kính chư Tăng, lễ. Đệ tử chúng con quy y Phật rồi, đệ tử chúng con quy y Phật rồi, nguyện đời đời lễ kính chư Phật, nguyện đời đời lễ kính chư Phật, quy y Pháp rồi, quy y Pháp rồi, nguyện đời đời tu học chính Pháp, nguyện đời đời tu học chính Pháp, quy y Tăng rồi, quy y Tăng rồi, nguyện đời đời tôn kính chư Tăng, nguyện đời đời tôn kính chư Tăng, lễ. Vâng, kính thưa toàn thể quy liên hữu Phật tử đồng tu, cặp chư vị thần linh, anh linh, hương linh, vong linh, chúng đẳng hiện diện trong đạo tràng này. Như vậy là các quý vị đã theo như lý, như pháp, như kinh, như luật, như Phật sở chế để thọ pháp tam quy dưới sự chứng minh của chư vị tôn túc đại lão hòa thượng và giác linh đại lão hòa thượng cùng chư tăng ni hiện tiền. Giờ các quý vị từ giờ trở đi đã trở thành những đệ tử tại gia của Đức Phật, hãy nương theo lời dạy của Đức Phật để bỏ ác làm lành, lãnh giữ hành thiện, phóng sinh tu phúc, trì trai giữ giới, hộ trì tam bảo. Trên thì khất cầu giáo pháp của chư Phật để khai tâm, khai tính, khai trí, để được sớm được giác ngộ, giải thoát. Dưới thì tùy duyên, tùy nguyện để giúp đỡ chúng sinh, nhân quần xã hội, để trở thành một người đệ tử, một người Phật tử tại gia của Đức Phật, với đúng nghĩa là người con của Đức Phật, nhưng chúng ta ở tại gia, thì gọi là trong kinh gọi là thiện nam tín nữ, hay là ưu bà tắc, ưu bà di cư sĩ đó. Chúng ta trên thì tu tập khất cầu giáo pháp của chư Phật để tu tập, giữa thì hộ trì tam bảo, dưới thì giúp đỡ mọi người. Đó là cái trách nhiệm của các Phật tử tại gia của chúng ta. Các quý vị giờ này nên nhất tâm đỉnh lễ tam bảo tam bái, đỉnh lễ chư vị thầy hòa thượng, thầy giáo thọ, thầy A Xá Lê, thầy tôn chứng và hiện tiền chư tăng,
để nhất tâm y giáo phụng hành, bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc để cầu sớm được thoát ly khỏi tam đồ lục đạo, sớm được sinh về Tây phương cực lạc thế giới, tu hành mau thành Phật quả để tận độ chúng sinh. A Di Đà Phật. Thiện nhĩ. Thiện nhĩ. Thiện nhĩ. Vâng, các quý vị đỉnh lễ Tam Bảo Tam Bái. A Di Đà Phật. Lễ lễ lên lễ lên xá vâng thì các Phật tử thọ tam quy thì chúng ta di chuyển nhẹ nhàng đi ra, chúng ta lên tầng 2 hoặc tầng 3 đều có màn hình và ra phía ngoài vì cái khu vực giữa này đi kinh hành, đi kinh hành chúng ta nhẹ nhàng ở phía dưới thì đi phía dưới, phía trên đi phía trên. Đây tầng 2 cũng có quạt, tầng tầng nhà tổ đó, tầng 3 cũng có, có cả máy chiếu trên đó. Sáng nay chỉ chiếu có tầng 1, tầng 2 không chiếu, thầy bảo là mở cả máy chiếu tầng 2 rồi bật cả quạt, bảo cái bật cả quạt lên cho mát. Ở trên đó mát hoặc là chúng ta đi nhẹ nhàng không nói chuyện nào, giữ chính niệm nhẹ nhàng. Ở bên ban thông tin sẽ cử người bật ở trên tầng 2, tầng 3 lên, có chưa? Bảo cả bên điện âm thanh, bên điện bật quạt lên cho các Phật tử trên đó cho mát, mở cửa ra cho có gió cho mát. Hôm nay thế này, trời thời tiết thế này mát lắm rồi, mai lại nóng đấy. Tối nay các vị về thì ngủ qua đêm, sáng mai trời lại nắng nóng nữa. Hết pháp hội lại nắng tiếp. A Di Đà Phật, xin nhờ ban an ninh hỗ trợ hướng dẫn các Phật tử chúng ta di chuyển đến các khu vực lễ ở trên kia để ổn định đạo tràng ạ. Nhờ ban an ninh chúng ta, các quý vị di chuyển hướng dẫn giúp các Phật tử chúng ta biết lối đi lại cho nhẹ nhàng ạ. A Di Đà Phật. Các Phật tử này có thể lấy ghế để ngồi các gốc cây hoặc là ở dưới chùa cũng được, Tam Bảo cũng được. Nếu muốn xem màn hình thì phải lên tầng 2, tầng 3. Đây lễ lớn lớn đông người một cái là không có chỗ ngồi ra ngồi vào. Mỗi chỗ một mấy chỗ một lần. Mong rằng sớm chúng ta xây được cái nhà pháp hội mới. Xây dựng được nhà pháp hội mới để một pháp hội có thể chứa được 20-30 ngàn người, chúng ta chỉ ở một nhà pháp hội thôi thì đỡ. Chúng ta dành vài phút cho các bên ngoài các Phật tử họ, các vị bảo vệ đó, các vị hướng dẫn cho các Phật tử lên tầng 2, tầng 3, hướng dẫn đi. Hướng dẫn cho các vị lên nhẹ nhàng, đi lên, đi nhẹ nhàng lên. Trên tầng 3 bật chưa? Bật máy chiếu chưa? Có quạt không? Bật quạt lên. Hình như có quạt đấy. Có quạt trần đúng không? Rồi bật quạt vào trên kia, bật quạt lên cho các Phật tử. Xin thông báo cho toàn thể đạo tràng chúng ta một tin vui, và sáng nay vừa giảng về nói sơ sơ về giới thiệu quyền học đạo đức. Có một Phật tử và gia đình phát tâm 30 triệu để ấn tống in bộ học đạo đức này để phát cho thật nhiều người. Chúng ta cho chàng pháo tay để tùy công đức. A Di Đà Phật. Thế to lên nào, làm gì mới ngủ dậy mà pháo tay gì mà xịt thế. Giơ tay cao lên. Nhìn chả có khí thế thì nào cả. Đó. Vâng, cảm ơn các Phật tử. Chắc Pháp hội Địa Tạng tháng sau thì chúng ta sẽ có quyển học đạo đức này.